san của nhật trường ạ. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đi học vào bài số 30. Trong video trước chúng ta đã học VT Arimas, bây giờ chúng ta sẽ đi với VT Okimas. Động từ chia ở thể T đi với Okimas. Okimas mang ý nghĩa đặt đề, nhưng trong trường hợp này đi với VT Okimas thì sẽ mang những ý nghĩa như sau. Thứ nhất là mang ý nghĩa chuẩn bị trước một việc gì đó. Chuẩn bị trước một việc gì đó. Idesuka. Ý nghĩa thứ hai là mang ý nghĩa sau khi hoàn thành xong một việc gì đó để về một vị trí ban đầu. Cũng nghĩa là làm cái việc gì đó hoàn thành rồi để về vị trí ban đầu. Ý nghĩa thứ ba là để giữ nguyên một cái trạng thái nào đó để sau làm tiếp. Idesuka. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần một của bài học nhé. Chúng ta bắt đầu nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ đi về chuẩn bị một việc gì đó. Trước Idesuka. Xin mời. Tôi có tình huống như sau. Ví dụ,女性は子供が生まるつもりです。つもりだぞり。Dự định là người phụ nữ mang bầu. 子供が生まれます。Sẽ sinh em bé Idesuka. Và khi đó thì cô ấy sẽ phải chuẩn bị ta thời bản này Fuku toka beddo o chunbi shite okimasu. Sẽ phải chuẩn bị trước gì ạ? Giường này, quần này, áo, các thứ. Trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ nói là gì? Fuku toka beddo nado o chunbi shite okimasu. Idesuka. Và trong trường hợp đấy là sẽ là gì? Kaimasu. Omareru mai ni kaimasu ne. Trước khi sinh thì sẽ phải mua đúng không ạ? Và trong trường hợp đó chúng ta sẽ nói được câu như sau. Kodomo ga omareru mai ni fuku ya beddo o katte orimasu. Mua trước quần áo hoặc là gì? Giường trước khi mà sinh em bé. Idesuka. Vậy chúng ta sẽ nói được là gì ạ? Kodomo ga umareru mae ni fuku ya beddo o katte okimasu. Dozo. Mo ichido ne. Kodomo ga umareru mae ni fuku ya beddo o katte okimasu. Dozo. Chúng ta nói nhanh hơn một chút nhé. 子供が生まれる前に服やベッドを買っておきます。どうぞ。いいですか？妻が目的を書くの？例えば、その二人、hai vợ chồng đó đúng không? Và đương nhiên là sinh con. Và bây giờ nghĩ đến cái việc là 子供ちゃんの năm nay tên của đứa trẻ và tari kangai teimasu. Hai người đang bắt đầu nghĩ là gì? Onna dattara, nếu mà con gái thì đặt tên là Sato chắc, hoặc là otoko dattara, nếu mà là con trai thì là Tanaka chắc. À, vậy thì trong tình huống như vậy phải là gì? Quyết định hoặc là gì? Đặt cái tên cho con. Ý, vậy chúng ta cùng đọc nhá. 子供が生まれます。どうぞ。名前を決めます。どうぞ。À, vậy là chúng ta sẽ được câu từ cái bản mệnh tình huống đấy sẽ được là gì ạ? 子供が生まれる前に名前を決めておきます。いいですか？どうぞ。Định đặt tên cho con trước khi sinh. Idesuka. Và giả sử soko no umarete namae o kimemashita. Ja ima otona ni narimasu. Và bây giờ trở thành lớn rồi và bắt đầu chuẩn bị đi ryoko. Trong trường hợp đó sẽ là gì? Ryoko ni ikimasu, lớn rồi và đi du lịch. Vậy là gì? Đi du lịch thì sẽ phải là gì? Phải mua
Cái gì trước ạ? Kịp mua vé trước đúng không ạ? Chúng ta cùng đọc nhé. Hyoko ni ikimasu dozo. Kippu o kaemasu dozo. Vậy chúng ta sẽ nói được là gì? Trước khi đi du lịch thì phải mua gì ạ? Kippu trước hoặc mua sẵn. Doimasu ka dozo. Hyoko ni iku mae ni kippu o katte okimasu dozo. Chúng ta nói nhanh cả câu dài nhé. Hyoko ni iku mae ni kippu o katte okimasu dozo. いいですか?あ、そしてね、旅行に行く前に他に準備しなければなりませんか? Ngoài ra cái việc đi du lịch đó có phải chuẩn bị trước cái gì các bạn? À, nên có một cái gọi là guidebook, いいですか? Một cuốn sách nhỏ đúng không? Để làm gì? 読みます. Vậy chúng ta sẽ nói là gì? Trước khi đi du lịch thì chúng ta sẽ đọc cuốn guidebook là cái sách hướng dẫn nhỏ về du lịch. Vậy chúng ta sẽ nói được là gì? Dozo. Chúng ta cùng nhá. Hyoko desu. Dozo. Guidebook o yomimasu. Dozo. Và chúng ta nói được câu ra về te okimasu, chúng ta sẽ nói là gì? Hyoko no mae ni guidebook o yonde okimasu. Dozo. じゃあ、早く一緒に読みましょうね。旅行の前にガイドブックを読んでおきます。どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ、次ね。例えば、皆さん、レポートを書きます。でも、その前に、皆さん、資料を集めらなければなりませんね。いいですか? Các bạn, để các bạn viết được báo cáo thì các bạn phải tổng hợp, tập trung cái serial là tài liệu, dữ liệu, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ phải nói là gì? Trước khi mà viết báo cáo thì phải là gì? Tập trung trước cái tài liệu. Doimasu ka dozo. そうね。レポートを書く前に資料を集めておきます。どうぞ。そして、例えば、そこのレポートは、皆さん、来週の月曜日までに、レポートをまとめます。Vậy chúng ta sẽ nói được là như thế nào ạ? Cái tài liệu đó của chúng ta thì phải là gì? Phải là gì sao đấy? Tổng hợp trước ngày thứ hai. いいですか? Vậy chúng ta sẽ nói được câu là gì? Ví dụ như chúng ta nói là giả sử là thứ hai tuần sau chẳng hạn, khi đó chúng ta Rai siu no getchoubi made ni. Cái getchoubi made ma đi với made ni là gì? Hạn chót chính là thứ hai đúng không? Tức là trước ngày thứ hai phải là gì? Getchoubi hoặc Rai siu no getchoubi made ni reporto o matomete oite kudasai. いいですか? どうぞ。もう一度早く言いますね。ちょっと何言うの?来週の月曜日までにレポートをまとめておいてください。どうぞ。いいですか、皆さん。いいですか。Bây giờ chúng ta sẽ sang ý nghĩa thứ hai của VT Okimasu. Mang ý nghĩa là sau khi hoàn thành xong một việc gì đó thì để về vị trí ban đầu. Sau khi hoàn thành xong một việc gì đó hãy để về vị trí ban đầu. Khi đó chúng ta cũng đi với VT Okimasu. じゃあ皆さん、例を見てください。例えば、皆さん、例えば雨です。Mà ame ga futte imasu. Giả sử bây giờ trời đang mưa và bạn nói rằng là gì? Cho tôi mượn cái ô này có được không? Vete mo ii desu ka? Sẽ dùng trong câu này. Doimasu ka dozo.
そうね。この傘を借りてもいいですか？どうぞ。Anh đang nói là gì? Ê, chữ cắt tên của đất sản. Hoặc là gì? Ê, chữ cắt ta là Ano sumi ni oite oite kudasai. Ê, chữ cắt ta là Ano sumi ni oite kudasai. Có nghĩa là gì ạ? Vâng, hay được ạ. Sau khi mà anh dùng xong, hãy đặt nó về nguyên chỗ cũ ở cái góc kia. Sumi là góc. いいですか? Ichi ni yomimasu. Kono kasa o karite mo ii desu ka? Dozo. Ee, tsukattara ano sumi ni oite kudasai. Dozo. いいですか? Hoặc chúng ta có một cái trường hợp là chúng ta mượn cái bản đồ. Và sau khi dùng xong thì chúng ta để luôn, để nguyên nó ở trên bàn. Khi đó chúng ta sẽ nói là như thế nào? Cho tôi mượn cái bản đồ này có được không? Tôi mất cả tôi rồi. この地図を借りてもいいですか?どうぞ。Vâng, sau khi dùng xong, anh hãy để nguyên lên trên bàn. Được rồi. Ê, 使ったら机の上に置いておいてください。どうぞ。